Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Tối nay thứ tư ngày 20 tháng 12, mời quý vị theo dõi chương trình với những nội dung chính sau đây. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên giải thưởng doanh nhân châu Á Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam, vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp tốt cho nền kinh tế và xã hội trên khắp các quốc gia châu Á. Năm nay, với gần 50 đề cử, giải thưởng đã bình chọn và trao giải cho 14 doanh nhân xuất sắc trong 11 lĩnh vực khác nhau của Việt Nam, như lãnh đạo Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng, lãnh đạo công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, giải thưởng này đã được tổ chức ở 13 quốc gia châu Á, gắn kết hơn 8.000 doanh nghiệp.